Acid trenodesoxycholic hoặc dẫn chất. Acid này là thành phần cấu tạo bình thường của mật. Khi uống thuốc có thể làm tan sỏi cholesterol ở túi mật với điều kiện là sỏi trong suốt với tia X. Sỏi không vôi hóa các thuốc trong nhóm. Acid Chenodesoxycholic viên nén bọc 250mg. Chenodex viên nén bọc 250mg. Acid Osodesoxycholic năng 200mg. Ursovan năng 200mg Bioclean phối hợp viên bao đường Chú ý khi chỉ định thuốc Chống chỉ định Mức độ 4 Thời kỳ mang thai Do đã thấy độc tính với gan của thai ở khỉ research Cân nhắc nguy cơ Mức độ 3 Bệnh đại tràng Acid Genodesocicolic dễ hấp thu ở ruột non Có thể có phần không được hấp thu Sẽ gây bài tiết nước và các chất điện giải ở đại tràng khi đó thường xảy ra tiêu chảy nên chống chỉ định dùng thuốc này ở những người có bệnh đại tràng. Tuy nhiên, axit asođesosiolic không kích ứng niêm mạc đại tràng nên có thể dùng được. Suy gan: sự tạo thành axit lithocolic do các vi khuẩn ở ruột có thể dẫn đến tăng vừa phải và nhất thời các transaminase. Các trường hợp khác chống chỉ định dùng loại này khi có bệnh tổn thương thực thể ở ruột do nguy cơ tiêu chảy. Cần theo dõi mức độ 1, thời kỳ cho con bú, do thận trọng, axit azocenodesoxycholic tương tác thuốc. Cân nhắc nguy cơ mức độ 3, axit chenodeoxycholic tương tác aminosai uống, cholesterermin, estrogen, hoặc thuốc ngừa thai estroprogestogen, fibrate progestogen hoặc dẫn chất, thuốc kháng axit đường uống hoặc than hoạt. Phân tích, axit ursogenodesoxycolic làm tăng tỷ lệ axit mật, cholesterol, khi lập lại cân bằng giữa các thành phần của mật. Thuốc có thể góp phần làm thoái triển những sỏi mật cholesterol. Tạo phức với axit ursodesoxycolic khi dùng cùng với cholesterol và các kháng axit hoặc làm tăng sự bão hòa của mật. Khi dùng cùng với estrogen, progestogen, fibrate, neomycin uống sẽ làm giảm hoạt tính của axit esodesoxycholic. Xử lý, điều trị bằng axit esodesoxycholic phải dài ngày, từ 6 tháng đến 1 năm. Cần tránh không phối hợp với những thuốc làm giảm tác dụng của axit esodesoxycholic như cholesterol, các kháng axit, estrogen, progestogen, fibrate neomycin uống, trừ khi thuốc phối hợp chỉ dùng trong thời gian rất ngắn để tránh thất bại trong điều trị. Tương tác cần theo dõi, mức độ 1. Acid ursodeoxycholic tương tác cycloporin. Phân tích: Acid ursodeoxycholic làm tăng hấp thu và tăng nồng độ trong huyết thanh của cycloporin ở một số người bệnh nhưng không dự đoán trước được. Acid ursodesoxycholic có vẻ không tương tác với cycloporin. Xử lý, thông tin còn hạn chế. Cần thận trọng giám sát tác dụng khi thêm hoặc ngừng acid ursodesoxycholic ở người đang điều trị bằng cycloporin. Để điều chỉnh liều cycloporin khi cần. Acid ursodesoxycholic tương tác ciprofloxacin phân tích nồng độ trong huyết thanh của ciprofloxacin có thể bị giảm khi phối hợp với axit ursodeoxycholic. Cơ chế chưa rõ, xử lý, tuy thông tin còn ít một trường hợp được báo cáo. Nhưng cần phải giám sát tương tác này với bất cứ một kháng sinh quinolone nào khi phối hợp. Tài liệu nhằm tạo điều kiện sử dụng thuốc an toàn. Các bạn nhớ thích, chia sẻ, đăng ký kênh khi thấy video có ích nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Biên tập Dương Thanh thơ.